mọi người, đây là mình đây. Hôm nay chúng mình rất là vui khi được học khóa truyền thông của giáo hạt Vĩnh Phúc và giáo hạt Đông Hải. Mọi người cùng đón chờ đợi mình nhé. Xin chào tất cả mọi người, em là Phêrô Nguyễn Quang Huy, em đến từ giáo sư Tự Đình. Người, em là Anna Nguyễn Thị Liên, em đến từ giáo sư Mỹ Lộc. Mình là Jose Lê Ba Việt, đến từ giáo sư Tự Đình. Em tên là Maya Đỗ Hoàng Thảo, em đến từ giáo sư Như Bằng, hiện tại em đang là học sinh. Xin chào các bạn, mình là Doan Lê Đình Kiên, mình ở giáo sư Tự Đình, mình rất vui khi mai được đến tham gia lớp tập huấn cùng các bạn. Xin chào tất cả mọi người, chúng con đến từ nhóm 2. Xin chào. Xin chào tất cả mọi người, mình đang có mặt tại giáo sư Yên Tịnh, giáo hạt Tuyên Quang, nơi đang diễn ra khóa học ban truyền thông. Mình tên là Maria Trần Thị Ly, mình sinh năm 2006. Mình đến từ giáo xứ Đồng Trương đầy nắng và gió. Đến với khóa học ban truyền thông ngày hôm nay, mình mong muốn sẽ được tìm hiểu và hiểu rõ hơn về công việc truyền thông để có thể cống hiến những khả năng của mình cho giáo hội và nhất là cho giáo xứ của mình nữa. Xin chào tất cả mọi người, chúng mình là thành viên của nhóm 5, chúng mình đến từ các giáo xứ Đại Từ, Yên Thủy, Yên Lãng, Nhã Lộc, giáo họ Liêm Khả. Xin chào và hẹn gặp lại.